Vâng, thì cái chiếc Family Pocket này, cái máy chơi game cầm tay mẹ là trước em mua ấy, về chơi thì rất là sướng. Mỗi tội là thiếu Game Boy Advance thôi. Đó, có nghĩa là GBA ấy, là chỉ chơi được Game Boy Color, được Game Boy thường. Rồi một số cái, ví dụ như là cái NES này, cái MD này, cái GGSM S này thì em không biết là cái gì mà em không thích chơi lắm. Chỉ có Game Boy thì hơi thiếu. Thì em có lên Shopee ấy, và em tìm em có với cái này. Thấy quảng cáo là chơi được Game Boy Advance GBA, đó, mà giá rất rẻ, còn rẻ hơn cả cái này. Có 368.000 thôi. Đấy, mà có thương hiệu đồng hàng ấy, tên là Palkidi G6 này. Đấy, của Palkidi đồng hàng. Đó, màn hình phải 43 inch luôn, rất là to. Đấy nhá, đó, coi xem hình nhá. Đây này, đó. Có cả cần analog luôn. Đó, mà giá cũng hơn 300. Thế là đặt luôn. Và ngày hôm nay sau khi đặt tầm khoảng 10 hôm nó về này. Đây này, đó. Đây, sau khi đặt 10 hôm nó về. Có 10 hôm coi này nhá. Đặt từ hôm 28 tháng 5. À đâu, là gì, được 10 hôm, được 1 tuần chứ nhỉ. Mà đến hôm nay là mùng 5 tháng 5, mùng 5 tháng 6 là nhận được. Từ 28 tháng 5, mùng 5 tháng 6, tầm 1 tuần thôi là đã nhận được rồi. Đây, tổng thiệt hại là cả vận chuyển tất cả thứ chỉ có 368.655 đồng thôi. Mà chơi được cả Game Boy Advance. Màn hình to 4.3 inch, rất là ngon. Thì bây giờ em sẽ mở hộp xem như nào nhé. Đây, các bác phải nhìn thấy tên ngay ban đầu này. Là máy chơi game cầm tay Palkidi G6. Màn hình 4.3 inch, IPS 1000, 8GB vào phụ kiện. Có nghĩa là theo bộ nhớ là 8GB, không biết là thẻ nhớ hay bộ ở trong. Đó. Và quan trọng nhất là màn hình 4.3 inch rất là to và đầy đủ cần analog các thứ. Đây, và đây này, xem lại sản phẩm ở trên Shopee nhé. Đó, thì đây các bác này. Đây này, nó là hình ảnh nó như thế này. Hình ảnh như này nhá. Đó, hình ảnh như này các bác này. Analog này, có giao diện rất là đều ở đây. Đó, và nhìn đồng rất là đẹp và giá rất là rẻ. Bây giờ em sẽ mở hộp xem như thế nào nhé. Thì không biết là nó có phải là thật là thương hiệu của Palkidi không. Nếu của Palkidi thì khá là ngon, đúng không? Chạy được cả tự đạp ROM mà được. Để tôi biết. Đó. Theo đóng gói của Trung Quốc thì nó đơn giản như mọi lần thôi. Nó là một cái chiếc túi màu xám như thế này. Đó, cú lắc này bây giờ mua Shopee Trung Quốc rất là nhanh rồi, đúng không? Không có ok thì có thể hoàn trả lại được. Đấy không? Bây giờ em sẽ mở nha. Đó, ok. Ồ, hộp thì hơi bị mất một chút do cái trình vận chuyển thôi. Nhưng mà sao lại sao không có cái không có cái thương hiệu Palkidi nào ở đây nhỉ? Không có một cái thương hiệu Palkidi ở đây mà nó vàng. Đây này các bạn này. Nó vàng là ghi là Palkidi G6 này. Palkidi G6 này. Giá hơn 368.000 là tại sao lại không có thương hiệu Palkidi đây? Ở trên hộp nó thì đơn giản như những hộp máy chơi game khác của Trung Quốc thôi. Nó có chữ video game ở đây. Ở trên này thì có hỗ trợ là xem phim này, nghe nhạc này, có chụp ảnh luôn này. Đó, và chơi game cổng lên thì cái hình ảnh ở trên hộp này nó tương khá là giống cái máy game X7 mà em mua ấy, khá là giống cái máy game X7 em mua, chứ không giống như cái này lắm. Chả nghĩa mua một đằng gửi về mình nào, nó phải như này ấy nhỉ. Đó, như này thì không đẹp lắm, đúng không? Đó, tí mở hộp xong xem ba như vậy thôi. Đó, thì ở trên này là ghi có dung lượng là 2, 4, 8, 16. Thì em mua cái bản 8GB nhé, có những cái màu đen, trắng, đỏ, xanh. Đó, cái hộp này như không phải hộp của nó, video game này hình như không phải hộp của nó đâu. Đây, mặt trước mặt sau là giống nhau rồi, rất đơn giản, là cơ bản như thế thôi. Mặt trước không phải là như này. Bây giờ sẽ mở hộp như nào nhé. Đây không phải hộp của nó, ok. Đã có vấn đề của bạn rồi, không phải là Palkidi đâu. Đây, đó, bên trong hộp cái đơn giản như này đây này. Có một cổng sạc, một cáp sạc mini USB, cáp sạc mini USB nhá. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và không còn gì cả. Nó chỉ là bìa bên trong thôi. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng ở đây. Đây, cuốn sách hướng dẫn sử dụng ở đúng máy ở trên hình rồi. Đó. Đúng máy ở trên hình là toàn tiếng Tàu thôi. Toàn là tiếng Tàu thôi. Đó, ở trên này thì có bố trí các vị trí của kết nối này. Và đây là giao diện chính này. Có thể xem phim, nghe nhạc, chụp ảnh được à. Đó. Ok, bỏ vào đây nhá, xem sản phẩm này. Đây, sạc đây. Chỉ đơn giản thôi, bỏ vào đây nhá. Đây, thiết bị rất là đơn giản nhá, rất đơn giản luôn, cơ bản R và L. Xem qua một chút này, đây có một cái cổng cắm thẻ nhớ này, nhưng không có thẻ nhớ kèm theo này. Đó, ở đằng sau này thì cũng không có một cái tem mác thương hiệu. Cái đằng sau này thì đây là có nút, nhưng cái ốc để vặn ra này. Đó, đây là loa ngoài này, một bên thôi, chỉ có một bên loa thôi. Đó, viền thì là viền màu cam. Phía bên trên này thì chúng ta sẽ có nút L, nút R này, cổng sạc cũng như là cổng USB mini USB này. Bên này có một cái mic này, bên này có cổng cắm tai nghe 3.5 này. Đây là phím nguồn này.
Đó. Phía bên dưới này chỉ có duy nhất là cổng cắm thẻ nhớ thôi. Mặt trước của nó thì có phím D-pad vào đây. Bấm rất mềm nha. Đây là phím cao su. Ok, phím cao su. Phím chức năng XABC này. Đó, XIBC, à, XIBA. Ở đây. To nhỏ thì nó nằm ở đây này. To nhỏ ở đây và Start và Select rất nhỏ xíu ở đây. Cái này cơ bản, cái này thôi, không có tem của bao cái đi. Không có tem của bao cái đi, không có in thương hiệu bao cái đi. Và chỉ là một chiếc máy kiểu gia công bằng tay này thôi. Đó, chứ không phải Papi đâu nhá. Anh em mua hàng ở trên Shopee ý nhá, không phải thương hiệu Papi này. Bây giờ em sẽ mở nguồn như thế này. Nhưng cũng được hơn 300, 400 mà chơi được cả Game of Advance thì cũng ngon. Đúng không? Đó, cái analog này, cái analog này rất cứng. Rất là cứng luôn, cái này rất cứng luôn. Đó, bật lên thì giao diện bên trong nó có hiển thị pin. Và những cái biểu tượng icon dạng kiểu là màu golden đây này, màu vàng đây này. Thì nó chỉ có tiếng Trung thôi. Giao diện thì toàn tiếng Trung thôi. Bây giờ thì em phải vào xem là nó có tiếng Anh hay không. Thì vào cái đặt này. Phản ứng có vẻ hơi chậm. À không cảm ứng được, quên không cảm ứng được. Đấy, bảo cảm ứng hơi chậm, thực ra có cảm ứng được đâu. À, vào cài đặt nha. Cái này khả năng là phần mềm cái thứ tương tự như là chiếc máy chơi game X7 thôi. Tại vì khá là giống chức năng này. Sao lại không vào cài đặt được nhỉ? Nó bảo cái gì nhỉ? Xem thử nó bảo cái gì này. Tiếng Trung. À, tiếng Trung là tiếng Việt, quên. Ồ, không có thể nhớ. Thế phải lắp thẻ vào. Phải lắp thẻ vào mới chạy được à. Thế là bọn này nó lừa rồi. Bọn này nó lừa rồi các bạn. Bọn này nó không chuẩn rồi. Tại vì là nó bảo là cái này là bản 8GB. Thì em nghĩ là bọn nó cho 8GB mà không cho thẻ nhớ thôi. Chứ thực tế là nó không có thẻ nhớ luôn. Nó quên của mình. Đây này. Rõ ràng nhá là nó phải cho mình một cái thẻ 8GB đấy. Bây giờ không có thẻ là không làm gì được. Đó. Không có thẻ. Đây, phải lắp thẻ vào nhé. Phản ứng chậm lắm. Đây, thẻ này báo đây rồi. Chậm lắm. Tắt thì bật lại xem nào. Màn hình khá là đẹp, màn hình hiển thị khá đẹp ấy. Có lẽ là đẹp hơn cái này, mà giá lại rẻ hơn. Đây phản ứng thì hơi là chậm, có vẻ hơi chậm một chút. Cái này thì nó cũng tương tự như chiếc X7 thôi, em nghĩ là như vậy, tại vì thế giống. Cái lúc và cái D-pad này có chức năng giống nhau, cùng là một thôi, chứ không có gì khác như những máy chơi game chuyên nghiệp. Chậm lắm. Không sử dụng được. Đó. Chậm. Đây là do cái thẻ nhớ này nhỉ. Thẻ nhớ này không hợp. Bỏ thẻ nhớ này. Chậm lắm. Ok, bây giờ em kiếm thẻ nhớ nào khác nha. Em cho bạn thử xem này. Lắp bao nhiêu cái thẻ vào bật lên thì em thấy là coi như là nó không lên. Hình như em bị dí sao ấy. Thẻ nhớ thì không cho, ghi là 8GB nhưng mà không có thẻ nhớ. Và có thẻ nhớ khác vào thì nó chỉ như này thôi, hoặc là lên nó bị đơ ứng luôn. À đơ chuyển động luôn, không thể điều khiển được. Đây, vẫn cạch cạch nhưng mà hình đen xì này. Đó, thì bây giờ em thử tháo xem bên trong như nào nhé. Xong em báo mẹ lại xúc đi trả lại cho nó. Ai, xem như này nhé. Này mua bị dính rồi. Thứ nhất là cái hộp không đúng hộp của nó này. Thứ hai là không phải là bao cái đi này. Đó, là lừa đảo.
Thứ ba là bật không lên, không có thể nhớ kèm theo như quảng cáo. Rồi, có 4 gốc đây thì mở hết rồi nha. Dùng tôi biết một cách là nhỏ để mở đây này. Em thử mở xem nào. Bên trong nó như nào? Có chỗ cắm thẻ nhớ hay không? À, đơn giản thế này các bạn ơi. Đó. Thì bên trong có một cái tấm màn hình LCD ở đây rất là to, kèm theo cục pin hàn liền. Và nó sẽ không có bộ cắm thẻ nhớ bên trong, có nghĩa là cái này là chạy hệ điều hành chết, không thể nạp, chạy ROM chết, không thể nạp thêm vào được. Này có nút bấm như này. Đó, phía này thì rất là nhiều nút khác. Ở đây nhé, rất là nhiều các ốc ở đây. Đó. Nguồn mở lên này, khi cắm thẻ nhớ là gần như nó không lên luôn. Nó chỉ sáng có đèn thôi, đây nó có lên nhé. Lên rồi chậm lắm. Nói chung là con này tháo ra bên trong như này thì không thể ngon bằng con PowerKD Q90 được. Q90 ngon hơn rất là nhiều. Con này là chạy điều hành nhúng qua là thay đổi ROM mà được. Đây này, lên rồi thì ấn cái điều khiển không được này. Một là lên, hai là lên nhưng ấn điều khiển không được khi lắp thẻ nhớ. Còn nếu không lắp thẻ nhớ thì không làm gì được. Thế nha, con này chung là con này rất đẻo. Đó, thả tiếp xem nào. Tiếp bên đây là toàn keo đây. Mạch xanh rất đơn giản thôi. Hình như là cái này có cả cái chỗ này là SP cộng SP trừ, lắp được cả năng lượng mặt trời. Chắc là SunPower cộng của SunPower trừ. À không phải, loa spec đúng không? Đây là loa, có nghĩa là lắp thêm được một loa nữa ở bên này, có thể lắp được hai loa, nhưng mà thiết kế của cái sản phẩm này là chỉ một loa thôi. Các bác nào muốn độ là hai loa thì lắp thêm một loa nữa bên này, được lỗ ở đây là khoan lỗ này là có thể lắp thêm được một bên loa nữa để cho có hai bên loa. Là em lại cứ tưởng SunPower thực ra là battery, tưởng lắp thêm là một năng lượng mặt trời. Tháo hết ra xem như này. Thời bởi thời điểm này ấy, là thời điểm hiện tại đang dịch bệnh. Vấn đề là du lịch các thứ thì chúng ta phải đi rồi. Các cháu trẻ con đang bị nghỉ hè và cũng là nghỉ dịch luôn. Thế nên nó không có thể đi học được ở nhiều nơi. Thế nên là chỉ có mua máy chơi game để cho các cháu chơi thôi. Và cái kênh này của em ấy, thì bản thân em là một người rất là đam mê các loại máy chơi game. Em sẽ thường xuyên mua và review cho các bác là xem là nên mua loại nào. Như chiếc PowerKD G6 này chơi được cả Game Boy Advance và các loại thể loại khác, nhưng mà xem phim có thứ được. Nhưng mà rất là tiếc là khi em mua về thì nó đang bị tình trạng như này nhá. Đó, nó đang bị tình trạng như thế này. Cái này hình như nó có cả chip nhớ, là tại sao nó lại không chạy được nhỉ? Đây các bạn này. Ở trên mạch của nó thì là đây là các phím cao su. Cái này là một màn hình lớn LCD 4.3 inch. Màn hình rất là đẹp thì ok nhất, rất là ok này. Mà giá có hơn 300, 400 thì cũng được. Nếu mà chơi game thì không đến nỗi tệ đâu. Các phím bấm này là cao su hết và có thể thay thế sửa chữa được dễ dàng. Mà màn hình thì kết nối bằng socket ở ngoài chứ không phải màn hình hàn chết đấy nhá. Thế nên trường hợp bị vỡ màn hình thì chúng ta có thể mua màn hình để thay về được. Đó chứ không phải hàn hiếc, thay hàn rất là phức tạp. Và con này này, ở trên bô mạch của nó thì dùng một vi xử lý là ATS63603 ZK41F CB. Cái vi xử lý này cũng khá là ok này, để chơi game hay là quản lý nghe nhạc các thứ này. Dùng nhiều giá rẻ nhưng mà cũng ổn định. Đó, đây nó có một cái chip như cả chip nhớ, một chip nhớ của Hàn Quốc và hãng Hynix. Đó, mà không biết là tại sao nó lại không vào chơi được, nó yêu cầu về có thể nhớ. Thì thẻ nhớ lẽ ra là khi mua nó phải kèm theo, nhưng lúc em mua về thì nó không có thẻ nhớ kèm theo nhé, nó không có thẻ nhớ kèm theo luôn. Đó, rất là buồn cười cái đấy. Khả năng là em bị dí rồi, con này khả năng bị lỗi rồi, bị dí rồi, không có thẻ nhớ kèm theo. Đây, như này. Đây, đó, màn hình thì được kết nối bằng các điểm bám như này, rất là chặt chẽ. Còn màn hình này cũng tương đối tốt đấy, màn hình này gọi là giá rẻ nhưng mà chắc là đắt nhất ở cái màn hình này trên cái máy này. Đây, thì kết nối lại xem nào.
Tháo hẳn ra một cái nối như này mà lại không được. Biết chơi là như thế nào, chơi kiểu chơi mà đã không được này rồi. Bật lại nha. Rồi, bật lại chỉ sáng đen thôi, màn hình lên rồi đây này. Nhưng mà vào bên trong mới đơ hoàn toàn. Vào bên trong thì hiện tại đang mới đơ hoàn toàn luôn. Nếu mà không, đây, nếu mà không lắp thẻ nhớ thì dùng được, nhưng mà khi ấn vào ấy, nó báo là không thể nhớ. Đó, lắp lại nhé. Thiết kế cơ bản, thiết kế một cách rất cơ bản. Đây. Volume ở đây nè. Bây giờ em sẽ lắp lại và em sẽ thử lại như thế nào nhá. Thì cái bên ở thiết kế khá là ok, mỗi tội là không có dùng được thôi. Lại thử lại nha. Ok nhá. Đó, em lắp lại rồi đây. Và cũng vẫn không dùng được. Thế cái này chắc là phải trả lại cho Shopee thôi. Chứ không dùng được cái này thì chịu. Trả lại nha. Đây này, nếu bác nào mua hàng ở trên Shopee mà gặp tình trạng như em ấy thì trả lại đơn giản thôi. Shopee người ta làm rất là công bằng luôn. Đấy nhá. Ở trên này cái mục mua hàng này nó sẽ có một cái mục là trả hàng hoàn tiền này. Đó, đây này, ấn vào trả hoàn tiền nhé. Đó, rồi chờ nó lên, chọn lý do vì sao nó hoàn lại. Ở đây thì cái này là hàng lỗi không hoạt động nhé. Đó, là chụp cái ảnh này, cứ chụp ảnh lên thì khi làm Shopee yêu cầu bằng chứng thì chúng ta sẽ quay phim. Anh em vừa quay ấy, hãy lại luôn. Chụp ảnh nhé, ghi lý do này, không có thẻ nhớ kèm theo khi lắp thẻ của mình vào thì không dùng được. Đó, ở đây chúng ta sẽ chọn là nó sẽ có hai lựa chọn là hoàn tiền ngay không trả hàng. Đây chỉ có một lựa chọn thôi. Nhiều cái ở Trung Quốc sẽ có cái mục là trả hàng hoàn tiền. Đây còn có thì chúng ta sẽ ấn vào đây nhé và chúng ta sẽ chọn là hoàn lại cho mình bao tiền. Tất nhiên là cái này không dùng được, mình phải bắt hoàn tất, đúng không? Nó sẽ ấn hoàn thành. Chờ trong vòng 3 ngày nó sẽ trả lời. Chờ trong vòng 3 ngày nó sẽ trả lời nhé. Đó. Trước 23 giờ ngày 76 này mà không trả lời thì tiền nó sẽ về với Shopee của mình, là mình sẽ rút tiền ra. Đơn giản như vậy thôi nhé. Đó thì tầm chưa đến 400 giá mà được chơi được mà làm review cho các bác xem thì tốt quá. Nói gọi là không chơi được thì em sẽ chờ trong vòng 3 ngày và xem Shopee người ta yêu cầu nào. Còn nếu mà người ta không có yêu cầu gì trong thời gian này thì em sẽ thử sửa cho được hay không, và khi sửa được là chơi được hay không thì em sẽ review cho các bác nhé. Đơn giản vậy thôi. Ok nhá, chào tạm biệt các bác. Có gì thì cô bên dưới cho em một like ủng hộ nhé.